Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe hay tư vấn về xe thì hãy liên hệ Việt theo số hotline Việt để ở dưới góc màn hình để nhận được báo giá cũng như là tư vấn về kỹ thuật xe và giá cả một cách tốt nhất và chu đáo nhất. Và hôm nay đứng ngay bên cạnh Việt đây là một chiếc Ford Transit phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời, mới ra mắt vào tháng 1 năm 2022. Thì chiếc Transit này thì thực ra không còn quá xa lạ với mọi người nữa rồi. Ai đã từng đi du lịch, những cái chuyến du lịch ngắn, những quãng đường chỉ khoảng tầm 200-300 km trở lại thì hầu như là cũng đã được trải nghiệm cái cảm giác ngồi ở trong chiếc xe này rồi. Và những công ty kinh doanh và cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải, các tài xế thì cũng càng không xa lạ với chiếc Ford Transit này. Đây là có thể coi là một chiếc minibus bán rất là chạy và nó chiếm đa phần các dòng xe minibus trên thị trường hiện nay. Tại sao lại như thế? Tại vì dòng Transit nó thứ nhất là kích thước nó khá là nhỏ gọn, nó không có quá to và cồng kềnh, thì điều đó khi chúng ta di chuyển ở trong những cái đường phố nhỏ chật hẹp ở Việt Nam thì nó rất là dễ. Cái thứ hai là nó sử dụng động cơ diesel rất là tiết kiệm. Điều thứ ba đó chính là độ tin cậy của nó cực kỳ cao, thường xuyên nói chung là gần như là không bao giờ xảy ra cái vấn đề là hỏng vặt trong cái quá trình sử dụng. Và cái điều nữa là cái mốc bảo dưỡng của nó lên đến 10.000 cây, tức là sau khi chúng ta di chuyển khoảng 10.000 km hoặc là 6 tháng rồi thì mới bảo dưỡng một lần. Thì cái điều đó cũng là một cái yếu tố làm cho những công ty cung cấp các dịch vụ vận tải hay là những tài xế rất là yêu thích. Và hôm nay thì Việt sẽ chia sẻ với mọi người cái chiếc Ford Transit phiên bản facelift thế hệ mới này thì nó có những gì đặc biệt, nó thay đổi những cái gì. Thì mời quý vị các bạn hãy cùng Việt tìm hiểu trong video này ngay bây giờ. Trên phiên bản facelift 2022 này thì về mặt tổng thể, về kích thước cũng như là các không gian nội thất, nó không có quá nhiều sự thay đổi. Có một số thay đổi nhỏ, ví dụ như là chiều cao tổng thể của xe được nâng lên khoảng tầm 30mm. Thì cái điều đó cũng một phần nào cải thiện được cái không gian ở trong cái phần nội thất, giúp chúng ta di chuyển ở trong xe, đi ra đi vô nó trở nên dễ dàng hơn, cảm thấy nó ít khó chịu hơn là những cái phiên bản cũ. Và cái điểm lớn nhất có lẽ mọi người nhận được ra ngay, đó chính là ngay cái phần đầu xe này, cái phần mặt ga lăng cũng như bộ đèn này. Thì ở phần đầu xe, cái mặt ga lăng đã được thay đổi hoàn toàn và cái phần đèn này cũng đã được thay đổi hoàn toàn luôn. Một cái mẫu thiết kế mới, nhìn về tổng thể của nó nhìn rất là liền lạc và cứng cáp, thì nó mang lại một sự khỏe khoắn hơn và nhìn nó bắt mắt hơn rất là nhiều. Thì ở giữa là một cái thanh mạ chrome được dập chìm chữ Transit chạy ngang ở đây. Nó nối liền hai cái cụm đèn chiếu sáng phía trước này với nhau. Đó, và hai cụm đèn chiếu sáng phía trước này nó thiết kế lại rất là đẹp nha. Ở phía bên trên, cái tầng bên trên nó vuốt lên như một cái cánh chim và nó được tích hợp đèn xi nhan ở trên này luôn. Và bên dưới này là đèn pha cốt tích hợp chung với nhau, là bóng projector halogen. Và ngay cái phần viền đèn này nó sẽ chạy một cái giải đèn demi, cái đèn định vị ban ngày, nhìn cực kỳ đẹp. Đây, Việt sẽ mở lên cho mọi người xem. Mọi người có thể thấy cái giải đèn định vị ban ngày này nó chạy khắp cái phần này, nhìn cái đầu xe nó trở nên hiện đại hơn thì nó bắt mắt và thu hút hơn rất là nhiều. Ở phần dưới này chúng ta vẫn được trang bị đèn sương mù và phía bên cạnh này là những cái phần lưới tản nhiệt, nhìn nó thiết kế kiểu dạng bậc thang tổ ong hay là gì đấy, nhìn cũng khá là hay, nhìn rất là cứng cáp. Đó, và cái phần đầu xe chúng ta sẽ cảm thấy là nhìn nó vuông vức hơn, kể cả phần nắp capo cũng được dập thêm những cái đường gân, khiến cho cái phần nắp capo nó nhìn nó chiến và cứng cáp hơn rất là nhiều. Đó, và phía dưới cái nắp capo này là một khối động cơ khác hoàn toàn so với phiên bản trước. Phiên bản trước thì chúng ta sử dụng động cơ turbo diesel 2.4, còn ở trên phiên bản này thì chỉ dùng động cơ turbo diesel 2.2 thôi. Tuy nhiên, cái mức công suất và cái mô men xoắn của nó gần như là không thay đổi nhiều, mà lại tiết kiệm hơn rất là nhiều và động cơ nó êm ái hơn. Thì Việt sẽ mở nắp capo lên cho mọi người xem. Và cái mở nắp capo nó cũng khác như phiên bản trước nha. Chúng ta không phải là dùng chìa khóa cắm vào ở ngay cái chỗ đầu xe này nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ có một cái lẫy cản ở phía bên trong xe. Khối động cơ 2.2 lít turbo diesel này sản sinh công suất cực đại là 136 mã lực và mô men xoắn cực đại là 355 Nm. Nhưng cái điều đặc biệt đó chính là cái mô men xoắn cực đại nó đạt ở cái vòng tua rất là thấp, chỉ khoảng 1.500 vòng cho đến 2.000 vòng thôi. Điều đó thì sẽ giúp
chiếc xe của chúng ta vận hành nó êm ái hơn, nó bớt được cái tiếng máy nó gào, nó phải ở trong cái khoang cabin ở chỗ làm khó chịu cho hành khách. Và cái thứ hai là cái xe của chúng ta nó sẽ vọt hơn, đi nó lướt hơn, chứ nó không bị ì như là những cái phiên bản trước sử dụng động cơ 2.4 nữa. Thì và cái động cơ 2.2 này thì nó lại tiết kiệm vô cùng nha, tiết kiệm hơn cả phiên bản 2.4 và nó đạt cái mức tiêu chuẩn khí thải là Euro 5. Mọi người có thể thấy đây, khoang động cơ được bố trí rất là gọn gàng, hốc hút gió được đặt ở vị trí cao thì giúp chiếc xe này có cái khả năng di chuyển vào những cái cung đường ngập nước, trời mưa nó tối ưu hơn. Cái phần hông xe thì cũng không có quá nhiều những cái điểm khác biệt đâu. Cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là đến từ cái cửa xe này. Mọi người thấy khi Việt mở cửa ra thì nó sẽ có một cái bệ bước chân ở ngay đây, nó sẽ thò ra, nó nằm trong cái cơ cấu thủy lực. Cái này không dùng sử dụng điện nhá, sử dụng cơ thôi. Khi mà đóng cửa vào thì nó sẽ tụt vào đấy, nó nằm trong cái cơ cấu thủy lực kết hợp với cái bộ cửa này. Kéo cửa ra thì cái bậc này nó sẽ lồi ra, và khi chúng ta đóng cửa vào thì cái bậc này nó sẽ tự động tụt vào, thì giúp chúng ta bước lên xe nó trở nên nó dễ dàng hơn. Thay vì chúng ta phải bước một bước thật cao lên trên này thì nó sẽ rất là khó, hoặc là những cái bậc như ngày xưa thì nó cố định, nó không tụt vào trong, nó gọn gàng, thì bây giờ nó đã rất gọn gàng rồi. Và cái điều đặc biệt nữa đó chính là khi chúng ta mở hết cửa ra thì cái cánh cửa nó sẽ rộng hơn cái phiên bản cũ khá là nhiều. Điều đấy giúp cho chúng ta để đồ đạc lên hay là di chuyển lên trên xe nó dễ dàng hơn rất nhiều. Đó, mọi người có thể thấy về lên trên xe này, đó, dễ dàng hơn rất nhiều. Còn các chi tiết còn lại, ví dụ như là phần mâm xe thì vẫn là mâm đúc 16 inch, rồi là vẫn được tích hợp một cái đèn xi nhan ở phía hông xe này thôi. Thì, tất cả mọi thứ thì gần như nó được giữ nguyên. Và trên phiên bản này, tháng 1 năm 2022 này thì Ford mới chỉ giới thiệu một phiên bản duy nhất thôi. Thì phiên bản này nó sử dụng cửa kính là cửa sổ lùa nhá, chứ không phải là một cái tấm kính liền như ở trên các phiên bản luxury hay là cao hơn ở đời trước. Về phần đuôi xe thì mọi người có thể thấy đây, thực ra cũng không có quá nhiều điểm khác biệt ở trên cái phiên bản này. Cái hàng ghế cuối cùng chúng ta có thể gập được xuống, có thể gập được xuống để đè đồ trong trường hợp là không chở khách, không chở người ở trên cái hàng ghế này. Và có một điều hơi tiếc đó chính là cái hàng ghế thứ ba nó chưa được nâng cao hơn cái phiên bản trước, để chúng ta có thể để vừa những cái vali lớn ở trên cái kích thước như thế này, thì chúng ta chỉ để vừa những cái vali cỡ nhỏ thôi, hoặc là những cái thùng nước, những cái thùng xốp nhỏ nhỏ thôi, thì nó hơi bất tiện. Nếu mà cái gầm này được làm cao hơn thì chúng ta có thể tối ưu được không gian để đồ hơn một chút xíu. Còn về mặt ngoại thất ở phần đuôi xe thì cũng không có gì cả, nó cũng tương tự như các phiên bản trước thôi, không có gì thay đổi nhiều. Bước vào trong khoang nội thất thì ở trên phiên bản facelift 2022 này, cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất Việt nghĩ đó chính là tài xế. Có rất nhiều nâng cấp dành cho tài xế ở trong cái phần ghế lái này. Việt sẽ chia sẻ từng thứ một. Thứ nhất là ở vị trí ghế lái. Ghế lái thì của Transit hay các dòng xe khách khác thông thường thì bao giờ cũng ưu tiên cho tài xế. Thứ nhất là có một cái vị trí ngồi cao, quan sát rất là tốt, chúng ta có thể nhìn được. Cái thứ hai đó chính là cái ghế nó có thể điều chỉnh được khá là nhiều hướng. Như Việt ở đây thì có thể điều chỉnh tới lui này, tương nhiên là chỉnh cơ thôi, chỉnh độ ngả của lưng ghế này, rồi tới lui này, chỉnh chiều cao của phần mông ghế này, đó, có thể nhún phần chiều cao mông ghế này và chỉnh chiều cao ở phần đùi nữa này, đó. Có rất nhiều hướng chỉnh làm sao để cho người tài xế có một cái cảm giác ngồi nó thoải mái nhất, thì khi mà đi đường xa mới thoải mái được. Tại vì như mọi người cũng đã biết rồi, leo lên chiếc xe này thì chắc chắn là phải đi cái quãng đường phải khá là xa rồi, ít ai đi vòng vòng trong nội thành lắm. Thì nếu như mà đi gần gần ấy, thì ngồi không thoải mái một chút xíu cũng không sao cả. Nhưng mà đã đi đường xa là phải thoải mái. Cái điều này là một cái điều rất là tốt cho anh em tài xế. Cái thứ hai là cái phần vô lăng. Ở đây nó đã không còn nhàm chán như ngày xưa nữa. Đã có nhiều nút bấm hơn, có rất nhiều nút bấm. Thứ nhất là chúng ta có một cụm nút phía bên phải để điều chỉnh cái màn hình giải trí, nghe nhận cuộc gọi, chuyển bài, tăng giảm volume. Cái cụm nút phía bên trái để điều chỉnh cái màn hình đa thông tin ở ngay phần đồng hồ tốc độ. Và có một điều nữa rất thú vị, đó chính là đã được bổ sung cruise control, ga tự động cho chiếc xe này. Ga tự động là một thứ mà Vịt nghĩ là cực kỳ hữu dụng. Ngày xưa khi mà đường xá Việt Nam nó đang còn xấu ấy, thì cái ga tự động này có những cái dòng xe nó trang bị thì gần như là không ai dùng cả. Nhưng bây giờ thì mọi người đã biết rồi, đường cao tốc nhiều, đường quốc lộ cũng đã rất là đẹp. Thì cái ga tự động này nó giúp anh em tài xế khi mà di chuyển quãng đường xa thì chúng ta có thời gian để cho chân của chúng ta có thể nghỉ được.
cái thứ hai là một phần nào đấy chúng ta duy trì cái tốc độ ổn định, thì từ đấy nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, đó cũng là một yếu tố kinh tế. Đấy, thứ ba nữa là xe đi ở vận tốc duy trì ổn định thì hành khách ngồi ở đằng sau cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không bị ga giật liên tục. Và cái nữa đó chính là chúng ta duy trì tốc độ ổn định thì chúng ta sẽ bớt hạn chế được việc vi phạm tốc độ hơn trong quá trình tham gia giao thông. Đó là việc nghĩ là những cái ga tự động này nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho anh em tài xế, nhất là đối với những chiếc xe như xe transit này, nó phục vụ hành khách trên những quãng đường rất là dài, thì cái việc mà chúng ta có thời gian nghỉ chân được là cái rất là tốt đó. Và cái mặt đồng hồ ở phía bên trong, mặt đồng hồ tốc độ đã được thay đổi, nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Chúng ta có một cái hai bên là hai đồng hồ đo tốc độ, một bên là tốc độ, một bên là vòng tua, và ở giữa là một cái màn hình hiển thị đa thông tin, nhìn nó rất là hiện đại nha, nhìn nó không nhàm chán như ngày xưa nữa. Và cái màn hình giải trí ở đây cũng là một điểm điểm cộng rất là lớn này. Chúng ta thay vì là những cái nút núm xoay, thay vì là những cái đầu đĩa CD nghe đài FM thông thường như ngày xưa, thì chúng ta đã được trang bị một cái màn hình cảm ứng 10.1 inch cực kỳ to, to như một cái máy tính bảng và rất là nhạy nha. Nó rất là nhạy. Đó, chúng ta có thể kết nối Apple CarPlay hay Android Auto để cho bác tài xem đường. Cực kỳ hay, thay vì phải gắn thêm những cái thiết bị bên ngoài vào nó cồng kềnh, nó rườm rà, thì nay chúng ta đã có hẳn luôn một cái màn hình giải trí như thế này để chúng ta trực tiếp quan sát, nghe nhạc, nghe radio, xem bản đồ, vân 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 vân, rất nhiều công dụng. Và một cái nữa là cái chất liệu ở ngay cái phần phía đằng trước này nó đã làm cao cấp và đẹp hơn rất là nhiều nha mọi người. Từng những cái phần như mà tablo này họ thiết kế lại bằng nhựa giả da, nhìn nó rất là sang trọng. Hay là ngay những cái phần ở phía bên bên ghế phụ này cũng là nhựa giả da thôi, nhưng mà làm y hệt phần da luôn. Nếu mà nhìn, chúng ta chỉ cần quan sát thôi ấy, thì gần như là không phân biệt được. Chỉ có thể sờ tay vào và gõ, nghe nó cộc cộc như này thì mới biết là nhựa thôi. Cũng được dập chữ transit ở đây luôn. Đó, và tất cả những cái phần núm xoay này nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là cái khi mà chúng ta thao tác vào cái cảm giác cầm nắm cũng sẽ thích hơn rất là nhiều rồi. Và ngay cả phần những cái cửa gió điều hòa như này này, nó đẹp dã man các bạn. Nó đẹp dã man luôn đấy. Nhìn nó rất là hiện đại luôn đấy. Nhìn nó như trên kiểu như là trên những cái chiếc xe nhiều tiền luôn đấy. Ở chỗ đây chúng ta có những cái hộp để đồ này, cổng 12V này, cổng USB này, những cái khay để ly, phần chỉnh gương. Và điều đặc biệt đó chính là trên phiên bản này, hệ thống đèn chiếu sáng của chúng ta đã được điều chỉnh góc chiếu được nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái núm, một cái phần xoay để chúng ta tăng giảm cái góc chiếu của đèn. Tức là chúng ta có thể đưa nó cao lên hoặc thấp xuống tùy theo cái điều kiện đường xá chúng ta đang di chuyển. Ví dụ trong phố thì có đèn đường rồi, cũng là có thể để thấp xuống để là không làm chói mắt những xe đi đối diện. Còn khi đi xa lộ thì chúng ta có thể điều chỉnh đèn nó cao lên để cái tầm quan sát nó xa hơn, nó rộng hơn, thì giúp chúng ta di chuyển nó trở nên nó dễ dàng hơn. Đó. Phần để tài liệu này rất là to, rất nhiều vị trí để ly nước ở bên cánh cửa hay là ngay bên hông thôi. Đó, ba vị trí ngồi rất thoải mái nha, chân để cũng rất thoải mái. Hộp số thì cũng giống như ngày xưa thôi, hộp số sàn 6 cấp. Vị trí ngồi cầm cần số cũng khá thoải mái. Gương chiếu hậu, cửa chỉnh gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Rồi, đèn. Nói chung là như những cái mà đặc biệt ấy thì Việt đã chia sẻ rồi, còn tất cả những cái còn lại thì nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì quá đặc sắc cả. Đối với hàng ghế ở hành khách thì sao? Chúng ta sẽ được trang bị 13 ghế phía sau, và chất liệu ghế chỉ là được bọc vải thôi. Thì chúng ta theo Việt nghĩ là nên nâng cấp và nên trang bị thêm cái phần bọc da cho ghế này, tại vì khi chở khách thì thực ra chở nhiều người trên xe thì không bao giờ có thể giữ được xe vệ sinh tuyệt đối cả, cho nên cái việc mà bọc ghế da nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh hơn sau những cái chuyến hành trình dài, sau những cái ngày mà chúng ta kinh doanh dịch vụ hay là chở khách đi tỉnh xa, thì chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Có thể là dùng khăn giấy, khăn ẩm để lau thôi, còn ghế vải này thực ra nó sẽ khá là khó vệ sinh, nhất là trường hợp là những cái chất lỏng đổ vào nó sẽ ngấm vào trong luôn đó. Còn vị trí ngồi có thoải mái hay không thì ở ngay cái hàng ghế đầu tiên này, cái vị trí ngồi rất là thoải mái, để chân được cái khoảng trống chân này nó rất là nhiều. Và các ghế thì đương nhiên rồi, sẽ có thể ngả lưng được. Tuy nhiên khi mà vào cái hàng ghế thứ hai, vào cái hàng ghế này, bắt đầu vấn đề nó sẽ xảy ra đối với những người cao như Việt. Tức là Việt cao khoảng 1m80,
Thì khi mà ngồi ở cái hàng ghế này thì thực ra cảm thấy không được thoải mái lắm, do là cái khoảng trống từ cái đầu gối đến cái hàng ghế phía trước nó hơi gần. Nếu chúng ta chỉ cần ngồi hơi ngả lưng ra phía sau một chút như thế này thì bắt đầu nó có dấu hiệu đụng rồi. Và nếu như người ngồi phía đằng trước ngả lưng ra nữa thì nó rất là chật, vô cùng chật. Đó, tương tự với hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ tư. Tuy nhiên thì hàng ghế thứ tư có một cái vị trí ghế ngồi ở phía bên đường đi ấy, thì cái vị trí đấy có nghĩa là nó thoải mái nhất. Tuy nhiên là nó lại khá nguy hiểm, vì trong những trường hợp phân cấp thì chúng ta sẽ không có cái gì ở phía trên để chặn lại và không có gì để bấu víu cả. Đó. Còn mỗi một nơi thì sẽ có một cái cửa gió điều hòa riêng biệt. Tương tự như các phiên bản trước, cũng rất là thoáng mát. Và điều hòa của xe transit thì không có gì phải chê rồi, rất là mát. Đó. Những cái option mà Việt nghĩ là khi chúng ta mua chiếc xe này chúng ta nên trang bị, đó chính là thứ nhất là rèm cửa để chăn nắng không bị phả vào hành khách. Cái thứ hai là cái phần lót sàn này chúng ta nên thay thế bằng những cái lót sàn simili để cho nó dễ dàng vệ sinh hơn và nó sạch sẽ hơn. Cái thứ ba đó chính là bọc da ghế, phải bọc trần. Đó là những cái option cơ bản mà Việt thấy là đa số những anh em và những công ty kinh doanh dịch vụ vận tải đều nâng cấp những cái option đó. Và Việt cũng khuyên là mọi người nên làm những cái đó để giúp cho chiếc xe của chúng ta nó trở nên nó sang trọng hơn, nó thu hút hơn và nó sạch sẽ hơn. Ngoài ra, trên chiếc xe Transit phiên bản facelift 2022 này đã được trang bị một option cực kỳ hay giúp đảm bảo an toàn cho hành khách và tài xế, đó chính là hệ thống cân bằng điện tử. Từ trước đến nay chưa được trang bị trên Ford Transit thì nay trên phiên bản facelift đã có cân bằng điện tử giúp cho những cái pha mà chúng ta vào cua, đánh lái hơi gấp một chút xíu nó trở nên an toàn hơn. Như vậy là Việt vừa mới chia sẻ đến quý vị các bạn những cái điểm thay đổi ở trên phiên bản Transit 2022 này. Tuy nhiên đây chỉ là một phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời chứ không phải là một phiên bản all new. Và những cái sự thay đổi của nó và nâng cấp của nó thực ra không quá nhiều. Nhưng những cái sự thay đổi và nâng cấp đó đều mang lại những cái giá trị sử dụng rất lớn. Ví dụ như động cơ hoàn toàn mới, êm ái hơn, vận hành mượt hơn, mạnh mẽ hơn. Thì nó mang lại thứ nhất là sự thoải mái cho hành khách. Cái thứ hai là cái sự tiết kiệm cho những cái người sở hữu xe, những công ty dịch vụ và vận tải sở hữu xe. Cái thứ hai là bổ sung rất nhiều những tính năng phục vụ tài xế. Thì từ đó anh em tài xế khi mà sử dụng chiếc xe này để chạy những quãng đường dài sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và cũng có những một số những cái nâng cấp cho hành khách để giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn trong cái quá trình ngồi trên chiếc xe. Và đặc biệt là trang bị thêm những cái hệ thống an toàn, ví dụ như cân bằng điện tử, để giúp những cái chuyến đi nó được trở nên an toàn hơn. Và với mức giá chỉ khoảng tầm hơn 800 triệu, cụ thể trên phiên bản này là giá niêm yết là 845 triệu, thì Việt nghĩ đây là một chiếc xe rất là tốt ở trong một cái phân khúc giá tiền thấp như thế để chúng ta có thể sở hữu phục vụ kinh doanh vận tải du lịch, chở cán bộ công nhân viên, rồi là cũng có thể là cải tạo thành xe van để chở hàng hay là xe cứu thương để chở bệnh nhân, vân vân. Nó rất là nhiều mục đích sử dụng khi mà chúng ta mua chiếc xe này. Thì nếu như quý vị các bạn có nhu cầu mua xe hay tư vấn về xe thì hãy liên hệ Việt theo số hotline Việt để dưới màn hình để nhận được hỗ trợ cũng như là tư vấn về giá cả một cách tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.